Kính thưa quý thầy cô trong ban chủ tọa, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp có mặt hôm nay. Lời đầu tiên em xin cảm ơn ban tổ chức, ban chấp hành Hội Hô hấp Việt Nam đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tham dự hội nghị này. Trước tiên là học hỏi những kiến thức quý báu từ quý thầy cô trong và ngoài nước. Và hôm nay em có cơ hội đứng đây để trao đổi với quý vị đồng nghiệp về một lĩnh vực tuy không phải là mới nhưng là khá hot trong cái điều trị ung thư, đó là liệu pháp miễn dịch. Và trong khuôn khổ chuyên ngành hô hấp thì em xin nói về liệu pháp miễn dịch, cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Như quý vị đã biết, trong thực hành lâm sàng hàng ngày thì chúng ta đã có rất là nhiều phương pháp để tiếp cận điều trị cho bệnh nhân ung thư, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, cắt đốt khối u bằng sóng cao tần, nhiệt lạnh, vân vân. Và từ những năm đầu của thế kỷ thứ 21 thì chúng ta có sự ra đời của liệu pháp miễn dịch. Nó đã mở đường cho sự sống còn của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và trong thập niên gần đây thì sự phát triển của liệu pháp miễn dịch đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo để tiếp cận điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và như chúng ta đã thấy, sự xuất hiện của liệu pháp miễn dịch đã bổ sung cho một bức tranh toàn cảnh về điều trị bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tuy nhiên, dù cho chúng ta tiếp cận đa phương diện trong điều trị và có những hướng dẫn chẩn đoán sớm, tầm soát ung thư, nhưng mà cái theo số liệu mới nhất của lớp POCAN năm 2018 thì tỷ lệ mới mắc của ung thư phổi không tế bào nhỏ cũng như ung thư phổi nói chung, tỷ lệ tử vong ung thư phổi nói chung là cao nhất trong tất cả các loại ung thư. Và theo Hiệp hội Ung thư của Mỹ thì năm 2019 số liệu mới nhất là tỷ lệ mới mắc khoảng 230.000 ca và tỷ lệ tử vong, con số tử vong là 130.000 ca. Và trên những bệnh nhân được chẩn đoán thì chỉ có 18% bệnh nhân sống còn sau 5 năm được chẩn đoán. Tóm lại, ung thư phổi mặc dù đã có những cái điều trị tiếp cận đa phương diện nhưng tỷ lệ mới mắc vẫn cao, tỷ lệ tử vong cao do đa phần đã phát hiện muộn. Do đó, những nghiên cứu về ung thư phổi, về chẩn đoán sớm, điều trị vẫn đang được tiến hành. Và trong cái dòng phát triển đó, thì trong thập niên gần đây, liệu pháp miễn dịch được nhắc đến như là một sự bùng nổ trong điều trị ung thư. Và năm 2014, ở hội nghị ASCO năm 2014, thì giáo sư Steven đã nêu một cái slogan: lĩnh vực miễn dịch ung thư bùng nổ trong thập niên vừa qua và ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư được hưởng lợi từ liệu pháp này. Thì điểm qua một vài cái nét về lịch sử để chúng ta thấy rằng liệu pháp miễn dịch thực sự nó đã được giả thuyết từ lâu và một thời gian dài nghiên cứu thì cho đến bây giờ nó mới được đưa vào ứng dụng trên lâm sàng. Từ năm 1890 thì bác sĩ Cohen đã có những mô tả đầu tiên về cái liệu pháp miễn dịch, có nghĩa là ở tế bào khối u có sự hiện diện của cái tác động miễn dịch của cơ thể, nó làm cho tế bào khối u nhỏ lại khi tác giả bơm cái chất kháng u vào. Và năm 1990, năm 1992 thì giáo sư Tasuku ở Nhật và giáo sư James ở Mỹ đã bắt đầu tìm ra những cái kháng nguyên trên bề mặt của tế bào khối u cũng như là bề mặt của tế bào lympho T của cơ thể. Và đến năm 2018 thì hai nhà khoa học này đã nhận được giải Nobel y học. Điều này chứng tỏ những cái nghiên cứu từ cái giả thuyết về tế bào ung thư, về cái hiện tượng hoạt động miễn dịch ở tế bào ở cái khối u đã được chứng minh là hiệu quả. Và cái mấu chốt của cái giải Nobel y học này đó là sự chuyển đổi mô hình trong cuộc chiến chống ung thư từ sự điều trị từ những tác nhân bên ngoài sang sự thay đổi và nâng đỡ về cái hệ thống miễn dịch của cơ thể tự động chống lại ung thư. Và đi từ lý thuyết đến thực tiễn thì chúng ta thấy rằng cái giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất về sự hình thành và phát triển ung thư trong cơ thể được thể hiện qua slide này. Đầu tiên, đây là những tế bào bình thường của cơ thể chịu những cái tác động về ngoại vi cũng như là nội tại, nó có sự biến đổi trở thành những tế bào bất thường. Và theo cái hoạt động bình thường của cơ thể thì cái hàng rào miễn dịch sẽ loại bỏ những cái tế bào bất thường này qua cái hoạt động miễn dịch từ những cái tế bào đại thực bào, từ những cái hoạt động hóa ứng động của quá trình viêm của cơ thể và đưa về những tế bào bình thường của cơ thể. Nhưng
vì một lý do nào đó, những tế bào miễn dịch của cơ thể không thực hiện được cái hoạt động này, thì nó sẽ, những tế bào bất thường đó nó sẽ phát triển song song. Đây là giai đoạn tồn tại song song giữa tế bào bất thường và tế bào bình thường của cơ thể. Đây là giai đoạn loại bỏ, có nghĩa là cơ thể tự loại bỏ những tế bào bất thường đó và đưa về trạng thái bình thường, cân bằng của cơ thể. Và có một cái sự hoạt động rất là thông minh của những tế bào bất thường đó, nó tồn tại song song và nó học hỏi những cái đặc tính của tế bào bình thường của cơ thể, ngày càng phát triển nhiều hơn. Và chúng ta thấy trong cơ thể những cái tế bào miễn dịch nó đã bị bất hoạt, nó đã nghèo nàn cái tác động miễn dịch, nó không có chống lại được những tế bào bất thường đó, và từ đây khối u nó được hình thành. Thì cái giả thuyết này cho đến ngày nay được chấp nhận nhiều nhất trong cái lý luận về sự phát triển và hình thành ung thư trong cơ thể. Thì liệu pháp miễn dịch đã nghiên cứu đưa ra những cái cách điều trị mà nó đi ngược lại với quá trình này, nó chứng minh là có hiệu quả bằng những cái thử nghiệm lâm sàng. Thì tôi sẽ trình bày sau đây. Và chúng ta thấy rằng từ cơ chế sinh học phân tử, chúng ta phát hiện được vì sao tế bào ung thư nó trở thành bất tử trong cơ thể như vậy. Tại vì nó có khả năng duy trì được tín hiệu tăng sinh, nó có khả năng đối kháng lại chết tế bào, nó có khả năng tăng sinh mạch, có khả năng sao chép vô hạn, và đặc biệt nó khả năng hoạt hóa, xâm lấn và di căn. Và hôm nay tôi trình bày cái liệu pháp miễn dịch, đó là mình làm sao để chống lại sự lẩn tránh các tác nhân ngăn cản sự phát triển nó. Đó là cái hoạt động của hệ thống miễn dịch của mình. Thì slide này tôi nêu lên cái đặc điểm của cái hệ thống miễn dịch, quan trọng nhất là tế bào T. Thì mình làm sao hoạt hóa được tế bào T thì chúng ta sẽ chống lại được cái những cái bất thường của tế bào ung thư như đã nêu. Thì cái tế bào T này được hoạt hóa khi chúng ta có những cái kháng thể đồng vận với thụ thể kích thích, hoặc là chúng ta có những cái kháng thể đối kháng với thụ thể ức chế. Thì cái thụ thể ức chế trong cái tế bào T đã được phát hiện, đã được nghiên cứu và được nhận giải Nobel y học, đó là thụ thể CTLA-4 và PD-L1. Thì bài nói hôm nay chúng tôi chú trọng vào cái liệu pháp miễn dịch tác động vào hai cái thụ thể ức chế này. Thì cho đến nay thì những cái tác nhân mà đối kháng với những thụ thể ức chế của tế bào T như đã nêu đã được FDA approve, đó là những cái thuốc ức chế CTLA-4, đó là tremelimumab, và ức chế PD-L1 là nivolumab, pembrolizumab, và ức chế PD-L1 là atezolizumab, durvalumab. Là những cái thuốc này đã có những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng chứng minh là có hiệu quả trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì theo thời gian, chỉ trong một thập niên, nhưng mà rất là nhiều nghiên cứu và những cái thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh là liệu pháp miễn dịch đã thành công điều trị trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì chúng ta thấy rằng những ngôi sao màu xanh này cho em mô tả những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng bước 2 điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng liệu pháp miễn dịch, và có kết quả tốt và đã được công bố. Và đây là nghiên cứu KEYNOTE 24 đã chứng minh rằng liệu pháp miễn dịch có hiệu quả trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ngay từ bước 1. Và tiếp theo, những ngôi sao màu đỏ là thể hiện những nghiên cứu thành công về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ ngay từ bước 1 kết hợp với hóa trị chuẩn. Em sẽ điểm qua một vài nghiên cứu về điều trị bước 2 liệu pháp miễn dịch cho ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì thời gian không có nhiều cho nên em chỉ nói phần chính của những nghiên cứu và những kết quả nổi bật. Đây là nghiên cứu KEYNOTE 10, một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm trên 202 trung tâm ở 24 quốc gia. Thì người ta tuyển những bệnh nhân trong nghiên cứu này là những bệnh nhân đã có bệnh tiến triển sau điều trị bước 1, so sánh giữa cái điều trị bước 2 pembrolizumab 2mg bạc ký, 10mg bạc ký và điều trị chuẩn bước 2 docetaxel. Thì kết quả nghiên cứu ở cái nhóm mà bệnh nhân có PD-L1 lớn hơn 50%, chúng ta thấy sự khác biệt về cái tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển rất là có ý nghĩa so với nhóm điều trị bằng điều trị chuẩn docetaxel. Và ở cái nhóm, ngay cả nhóm PD-L1 chỉ lớn hơn 1%, có nghĩa là từ 1 đến 49%, thì cái tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển cũng có ý nghĩa, khác biệt có ý nghĩa. Qua cái kết quả này,
và tỷ lệ sống còn toàn bộ của bệnh nhân ở những ở nhóm có PD-L1 lớn hơn 50% thì khác biệt rất là rõ ràng. Khoảng 15 tháng so với 8 tháng điều trị chuẩn docetaxel, và ở nhóm bệnh nhân điều trị với pembrolizumab 10mg% thì cái thời gian sống còn toàn bộ cải thiện đến những 12 tháng so với nhóm điều trị bằng docetaxel. Qua nghiên cứu này, chúng ta thấy pembrolizumab nó đạt ưu thế về thời gian sống còn toàn bộ so với điều trị chuẩn docetaxel. Nó giảm được nguy cơ tử vong 29%, và đặc biệt pembrolizumab có dung nạp tốt và ít cái độc tính ở mức độ cao. Thì vì đã nói thời gian không có nhiều cho nên tôi không có nêu tất cả những cái kết quả của nghiên cứu, nhưng mà tổng kết lại thì KEYNOTE-10 đã xác nhận giá trị của PD-L1 lớn hơn 50% là thích hợp để điều trị với pembrolizumab trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Nghiên cứu tiếp theo về bước 2 điều trị liệu pháp miễn dịch cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, đó là nghiên cứu của nivolumab, nghiên cứu CheckMate-017 và CheckMate-057 đã chứng minh là vai trò của liệu pháp miễn dịch đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ cả hai dạng tế bào squamous cell và non-squamous cell. Thì kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy rằng tỷ lệ sống còn toàn bộ ở cả hai nhóm bệnh nhân squamous cell hay non-squamous cell cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm điều trị chuẩn bằng docetaxel. Thì hai cái đường biểu diễn này tách biệt nhau cho chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt về thời gian sống còn toàn bộ của hai nhóm là có ý nghĩa. Tiếp theo, nghiên cứu của đây cũng là một nghiên cứu đa trung tâm xác nhận vai trò của durvalumab trong bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì ở cái nghiên cứu này người ta chọn những bệnh nhân là giai đoạn tiến xa, giai đoạn 3B không phẫu thuật được, hoặc là giai đoạn tiến xa, điều trị với durvalumab 10mg bạc ký mỗi 2 tuần trong 12 tháng so sánh với nhóm placebo. Thì kết quả nghiên cứu chính được đánh giá là thời gian sống còn không bệnh tiến triển và thời gian sống còn toàn bộ. Đây là một cái slide biểu diễn được kết quả của nghiên cứu. Ta thấy là thời gian sống còn toàn bộ, thời gian sống còn không bệnh tiến triển của nhóm dùng durvalumab khác biệt so với điều trị chuẩn, và cái tỷ lệ sống còn toàn bộ và cái thời gian này kéo dài đến những 11.2 tháng. Thì điểm qua những cái nghiên cứu về điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ, chúng ta thấy một lần nữa những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này khẳng định ung thư phổi không tế bào nhỏ đã được với liệu pháp miễn dịch đã cải thiện thời gian sống còn toàn bộ và thời gian sống còn không bệnh tiến triển có ý nghĩa. Từ những cái nghiên cứu đó làm nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo điều trị bước 1 liệu pháp miễn dịch cho ung thư phổi không tế bào nhỏ, thì chúng ta thấy có nghiên cứu KEYNOTE-24 cho pembrolizumab và nghiên cứu CheckMate-26, nhưng mà kết quả nghiên cứu CheckMate-26 chứng minh là nivolumab không có cải thiện thời gian sống còn toàn bộ cũng như thời gian sống còn không bệnh tiến triển, cho nên em chỉ nêu kết quả chính của nghiên cứu KEYNOTE-24. Thì cái kết quả nghiên cứu này cũng là một nghiên cứu đa trung tâm thực hiện trên hơn 1.000 bệnh nhân, và thời gian sống còn không bệnh tiến triển của cái nhóm điều trị bằng pembrolizumab so với điều trị chuẩn cải thiện có ý nghĩa. Và đối với thời gian sống còn toàn bộ thì cái nhóm điều trị với pembrolizumab bước 1 so với điều trị chuẩn thì cũng cải thiện rất là ngoạn mục, từ 30 tháng so với 14 tháng, có nghĩa là thời gian sống còn toàn bộ của một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa mà kéo dài đến những 16 tháng thì quả là ngoạn mục. Kết quả nghiên cứu KEYNOTE-24 đã chứng minh rằng pembrolizumab là một cái thuốc mà điều trị bước 1 cho tỷ lệ ưu thế về tỷ lệ sống còn toàn bộ và tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển so với hóa trị trên bên nhóm bệnh nhân có PD-L1 lớn hơn 50% và trung vị thời gian sống còn toàn bộ khác biệt đến 16 tháng so với nhóm điều trị chuẩn. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy giảm tỷ lệ nguy cơ tử vong 40%, và với pembrolizumab cũng như nghiên cứu KEYNOTE-10 có tỷ lệ dung nạp tốt, ít độc tính ở mức độ cao. Và sau nghiên cứu KEYNOTE-24
đã cho thấy ở những bệnh nhân có PD-L1 lớn hơn 50% thích hợp cho điều trị bước 1 với pembrolizumab, và kết quả này đã được khuyến cáo trong cái NCCN năm 2018. Và tiếp theo những cái thành công về nghiên cứu điều trị bước 1, bước 2 thì cái nghiên cứu KEYNOTE-189 cho kết quả là đã cho kết quả ngoạn mục là cái thời gian điều trị với pembrolizumab cộng với hóa trị so sánh với hóa trị chuẩn thì ở tất cả những nhóm bệnh nhân là có PD-L1 nhỏ hơn 1%, từ 1 đến 49% và lớn hơn 50%. Ở cả ba nhóm bệnh nhân này đều cho thấy khi chúng ta kết hợp liệu pháp miễn dịch và hóa trị chuẩn thì kéo dài thời gian sống còn toàn bộ cũng như thời gian sống còn không bệnh tiến triển rất có ý nghĩa thống kê. Và một lần nữa, kết quả nghiên cứu 189, KEYNOTE-189 đã chứng minh việc phối hợp miễn dịch và hóa trị cũng cải thiện thời gian sống còn toàn bộ, thời gian sống còn không bệnh tiến triển so với hóa trị chuẩn. Và từ cái nghiên cứu 189 đã kết luận rằng phối hợp miễn dịch đó là chuẩn mực mới trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bất kể sự biểu hiện của PD-L1. Thì như ông bà mình từng nói, chăm nghe không bằng mắt thấy. Đây là tôi mô tả một cái bệnh nhân đã được điều trị với liệu pháp miễn dịch. Bệnh nhân này là một bệnh nhân nam sinh năm 1972, nghề nghiệp là văn phòng, hút thuốc lá rất nhiều. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh gì đặc biệt, chỉ có vào viện vì bệnh nhân đau đầu và hay chảy nước dãi. Thì khi chụp CT ngực CT sọ phát hiện ra bệnh nhân có một khối u ở não rất là to. Thì lúc đầu cứ nghĩ là bệnh nhân này là u não, nhưng mà sau khi kiểm tra tổng quát thì phát hiện bệnh nhân có một khối u rất là to ở ngực. Và sau bệnh nhân này cũng may mắn được vào điều trị với liệu pháp miễn dịch trong chương trình. Thì bệnh nhân sau khi xạ não toàn bộ 10 tia thì bắt đầu được vào hóa chất. Thì cái mô bệnh học của bệnh nhân là tế bào gai, cho nên chúng tôi sử dụng phác đồ là cisplatin và gemcitabine kết hợp với durvalumab, tremelimumab. Sau cái thời gian điều trị từ tháng 9 năm 2018 và cho đến nay là khoảng gần 12 tháng, từ lúc được chẩn đoán cho đến bây giờ là khoảng 13 tháng, mà kết quả điều trị của bệnh nhân thay đổi rất là ngoạn mục, từ một khối u to như thế, và ta thấy là nó khu trú lại như thế này. Và khối u não sau khi xạ trị toàn bộ và điều trị bằng liệu pháp miễn dịch thì cái tổn thương nó nhỏ lại như thế này, và bệnh nhân hiện tại vẫn đang duy trì ở một cái cuộc sống bình thường. Là ung thư phổi mà di căn não, có nghĩa là giai đoạn tiến xa, mà ngày xưa thì những trường hợp này thì tỷ lệ sống còn sau 6 tháng cũng rất là thấp, chứ đừng nói mà 12 tháng. Thì bệnh nhân này vẫn đang trong quá trình chúng ta theo dõi. Từ những cái kết quả nghiên cứu đi từ lý thuyết đến thực tiễn thì chúng ta thấy rằng cái liệu pháp miễn dịch hiện nay đã được chứng minh là cải thiện thời gian sống còn cũng như thời gian sống không bệnh tiến triển cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đây là slide tôi miêu tả. Từ năm 2016 thì trong cái khuyến cáo của NCCN không đề cập đến xét nghiệm PD-L1 và liệu pháp miễn dịch. NCCN năm 2017 bắt đầu có khuyến cáo là cái xét nghiệm PD-L1 như mà là một xét nghiệm thường quy khi chẩn đoán bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và khi bệnh nhân có PD-L1 dương tính, có nghĩa là lớn hơn 50% như cái nghiên cứu KEYNOTE-10 tôi đã trình bày, thì được khuyến cáo là điều trị với liệu pháp miễn dịch, thì các bạn có thể tham khảo trên website. Đến năm 2018 thì xét nghiệm PD-L1 cũng được khuyến cáo, cũng vẫn còn được khuyến cáo, và cái tỷ lệ PD-L1 vẫn lớn hơn 50% hoặc nhỏ hơn 50% khi ứng dụng điều trị. Nhưng đến năm 2019 thì cái khuyến cáo này đã thay đổi, tỷ lệ PD-L1 chỉ lớn hơn 1% thì chúng ta đã bắt đầu nghĩ đến liệu pháp miễn dịch ngay từ bước 1. Thì đây là những cái khuyến cáo điều trị cụ thể tùy vào từng đối tượng bệnh nhân mà các bạn có thể tham khảo trên NCCN. Và lời cuối cùng chúng ta muốn nhắn nhủ ở đây là dù cho phương pháp điều trị có tốt đến nhường nào thì đối với bệnh ung thư thì chúng ta vẫn đề cao việc phát hiện sớm và phòng bệnh hơn là chữa bệnh, có nghĩa là
To be the fan at the top of the clip, not at the ambulance at the bottom. Bài trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp.